Xin chào các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn. Đây, hôm nay Quỳnh Anh có đồ chơi này các bạn nè. Đây. À, Quỳnh Anh có đồ chơi này các bạn. Đây. Xe đạp có kiểu. Ok, xe đạp có hình cây kẹo nha các bạn. Đây, còn Quỳnh Anh có slime gì đây các bạn nè. Đây. Rồi giờ hai cha con mình chơi nha. Mời các bạn chơi chung với hai cha con mình nha. Đây, rồi giờ Quỳnh Anh đổ slime vào cái hũ này nha các bạn. Đây, rồi Quỳnh Anh đổ vào, móc vào. Rồi Quỳnh Anh bóp này các bạn, Quỳnh Anh kéo rồi kìa. Rồi Quỳnh Anh tháo hết luôn đi. Quỳnh Anh tháo hết mấy hũ luôn đi. Đó. Các bạn ơi. Vậy bạn ơi. Gì mà xéo xéo. Chắc lắm rồi. Wow, mình anh có lan nữa các bạn, bốn hũ luôn, mình anh có bốn hũ các bạn. Đây rồi còn cục này, cục gì đó. Rồi giờ còn một hũ này mình anh khơi luôn nè, hũ này mình anh khơi luôn. Rồi mình anh bóp đi, bóp thử đây. Đâu cho mình coi đi, cho bà Hồng coi thử nhìn đây các bạn ơi. Đây. Wow, nè. Các bạn cho các bạn coi thể ra của con nè. Rồi, Quỳnh Anh bóp thử coi, bóp coi. Rồi, Quỳnh Anh trộn đều lên luôn, Quỳnh Anh bóp đều lên luôn, bóp lên luôn. Wow. Wow, mình anh bóp quá trời rồi các bạn nè. Đây, đây nè, cho bông hồng mượn nha. Đây các bạn nè. Đó, các bạn nhìn nha, màu nắp kìa các bạn. Hãy cho các bạn màu nắp nha. Nè. Màu nắp kìa các bạn ơi. Đó, còn cái này. Các bạn biết cái này cái gì không? Nó con khỉ là cái gì á. Đâu, mình anh cho các bạn nha. Con khỉ đánh gì các bạn ơi, khỉ đánh trống rồi các bạn nè. Wow, hồi nãy có cái gì vậy? Con cá sấu, đâu cho bao mượn nó nha. Đây các bạn, cá sấu của Quỳnh Anh này, coi nè. À, trời ơi các bạn. Cắn Quỳnh Anh này, con cá sấu cắn Quỳnh Anh này, con cá sấu cắn Quỳnh Anh này. Cắn, nè các bạn, cắn nó lôi luôn được cái này nè. Đây các bạn nè, con này cắn nè. Cắn luôn, rồi cắn sờ lạnh luôn nè. Quỳnh Anh sợ các bạn ơi, đây nè. Đây là con chó sói này, có kẹo này các bạn. Dám. Wow, Quỳnh Anh xé sờ lại nè. Cái này các bạn. Đâu, ngôi sao đâu, Quỳnh Anh cho các bạn coi đây, ngôi sao đâu. Ngôi sao đâu. Wow, ngôi sao gì á, chút xíu vậy á hả? Yeah. Trời ơi, các bạn đủ màu nè. Ghê quá, ghê quá. Nào, cho con chó sói ăn một miếng sờ lan nhau. Nào, cho chó sói ăn. Đây các bạn nè, bảo bảo bạn. Ăn đâu, bảo ăn. Ăn luôn nha các bạn. Đây, chó sói, ăn luôn. Đây các bạn, đây là một chiếc xe đạp kẹo nha các bạn. Đây nè, xe đạp kẹo này nè. Đây à, xe đạp này đứng được luôn các bạn nè. Nó chạy luôn á à. Rồi, còn đây là hình con Pikachu nha các bạn. Đây, Pikachu nè. Này, Quỳnh Anh mở lên cho các bạn coi đi. Mở cho nó quay đi. Quỳnh Anh biết chỗ mở không? Rồi, coi Quỳnh Anh mở nha các bạn. Pikachu có chân trắng rồi các bạn. Rồi Quỳnh Anh điện từ nó quay đấy. Rồi quay Pikachu ở đây. Nó gì các bạn, ồn ào quá. Rồi nó quay không rồi các bạn ơi. Rồi quay lại cho các bạn coi nha. Wow, cái này là gì vậy? Wow, chúc thầy em các bạn ơi.
Cái này là cái gì Quỳnh Anh? Cái này nè. Cái đó mình biết. Hả? Cái này cái gì là mình không biết các bạn ơi. Đây nè. Nằm bóp ra nè. Rồi ghê quá. Rồi Quỳnh Anh chơi xe lan. Cái này nhà bóp bông á vậy. Cái này nhà bóp kia bụt bụt nè. Rồi. Trong này có gì đâu ta? Rồi Quỳnh Anh tháo cái này ra coi, tháo phần sau này coi có gì trong đó ta. Thì anh tháo được không? Không. Đâu, đưa vào hùng coi thử vào. Ơ đừng Quỳnh Anh kéo vậy nó hư á. Rồi giờ Quỳnh Anh tháo có gì đó không? Quỳnh Anh tháo cái gì có gì đó không vậy? Rồi Quỳnh Anh lấy thử ra coi có gì đó. Nó là cái gì vậy? Không biết mà. Mình tháo ra các bạn, tháo ra mình các bạn. Đâu, đưa ba hùng lấy giùm mình thử ra đây các bạn. Giờ mình tháo ra coi trong này có gì các bạn. Rồi, wow, nó cứng luôn rồi. Nó cứng luôn trong này luôn rồi các bạn ơi. Nhẹ kẹo hay cái gì á. Không chơi cái lá các bạn. Đây rồi, tháo rồi được rồi nè. Đây nè, không biết cái này là cái gì các bạn. Đây, tháo đây. Rồi, không biết có này trong này là có gì ta. Để xé ra thử coi trong này có gì nha. Xé ra. Wow, kẹo xe cái gì nè các bạn ơi. Ủa nhà hoa ăn được cái câu rồi. Đây nè. Các bạn ơi, rất là thơm. Đừng có hửi xe lại nữa các con, đừng có hửi. Hửi nó bệnh á. Nè, đây các bạn ơi. Đây nha. Cái này tay Quỳnh Anh vô rồi. Mấy cái này mình không có ăn nha. Bên này mình chơi thôi chứ mình không có ăn nha. Cái này mình bỏ nha. Không, cái đó chơi xe lại là không có ăn cái đó được. Chơi rồi tay mình dơ rồi mình không có nên ăn cái này. Đây này các bạn. Xong rồi các bạn. Hey, Quỳnh Anh này. Đó, oh, Quỳnh Anh coi thì có gì đó. Này, đây các bạn. Đây luôn. Wow. Kẹo các bạn thôi, mình sẽ bỏ vào đây nha. À, Quỳnh Anh bỏ nó chưa luôn. Không có ăn nha. Cái đó mình không có ăn được nha các bạn. Đây, bỏ xe lan vô. À, rồi Quỳnh Anh lấy kẹo gì, Quỳnh Anh bỏ vào xe lan luôn. Đây, đổ vô. Đổ vô luôn. À, Quỳnh Anh nhặt xuống luôn. Đây đây nè. Rồi Quỳnh Anh bóp đi, Anh bóp thử coi, Quỳnh Anh bóp. Nó dính rồi các bạn ơi. Ha, bộ chịu lắm rồi các bạn. Hai chịu lắm. Thật, một thấy mình chịu liền. Trong xe đạp này cũng có nè, trong xe đạp này cũng có kẹo nè. Kiểu. Rồi, giờ Quỳnh Anh tháo trong xe đạp này ra luôn. Tháo xe đạp này đổ vào trong đó luôn nè. Đây giờ Quỳnh Anh tháo. Tháo luôn. Rồi, rớt rồi. Rồi tháo đổ trong đó luôn. Không được, có cái này ăn thôi. Không, cái này tháo bỏ luôn đi. Tháo chơi luôn, đừng có ăn như này. Rồi, Quỳnh Anh tháo đi. Rồi, giờ Quỳnh Anh tháo đây, đổ luôn. Đổ vô luôn, đổ hết vô luôn. Rồi, Quỳnh Anh bóp đi. Ô, cái đó ăn không được. Cái đó đâu có ăn được đâu, cái đó bằng nhựa mà sao ăn. Không ăn được, không có phải kẹo đâu. Đừng ăn, cái này chơi xà lan rồi không có ăn cái đó. Chơi rồi không có ăn, mấy cái này chơi dơ rồi không có ăn xà lan. Mấy này chơi dơ rồi, mấy này không có ăn. Chơi xà lan không có ăn mấy cái đó. Đó, bóp đi. Rồi đây còn một hũ này nè các bạn ơi. Đổ ra Quỳnh Anh lấy đổ luôn. Đổ trộn vào luôn. Quỳnh Anh tháo được không? Rồi Quỳnh Anh tháo được các bạn ơi. Đây tháo ra. Oh wow. Rồi giờ mình đổ luôn rồi, trộn bắp xà lan lên. Trộn vô, bắp vô. Nó không dài dính rồi thì em mình khớp các bạn. Trời ơi, dính quá trời luôn nè các bạn. Mà khớp, bạn đừng chọc mình chờ. Nhét nhẹ bây giờ. Đây, rồi, giờ mình lấy đầu con chó sói, mình sẽ cắn Quỳnh Anh. Cắn Quỳnh Anh. Đây đầu còn cái đầu con chó sói này cắn luôn được cái hộp này, cái hộp này luôn các bạn. Đây nè. Đây cắn này tha luôn, ăn cắp luôn Quỳnh Anh luôn. Cắn tay Quỳnh Anh luôn. Này nó coi các bạn ngậm được một viên kẹo công hồng này. Chó sói ngậm. Rồi Quỳnh Anh bỏ vào cho chó sói vài viên kẹo nó đi. Giờ ăn nhanh đấy mấy viên kẹo về. Quỳnh Anh cho chó sói ăn xà lan luôn. Bảo miệng này, nhanh lên. Đâu? Quỳnh Anh bảo vào. Nè, Quỳnh Anh bảo vào miệng đi. Bảo đầy miệng cho sói luôn. Đây, được 2 viên rồi. 2 viên rồi, cho sói ăn được 2 viên rồi.
Rồi quên gì nữa, quên anh kéo cái xà lan dài các bạn. Đây, hay là mình tháo cái này ra. Mình tháo cái này ra thôi, coi thử trong này có cái gì mình trộn vào xà lan không ta. Tháo không? Bây giờ mình tháo bị sao ta? Nè, thôi mà thôi, mình để khỏi tháo các bạn ơi. Tháo mất công quá. Rồi giờ đó, quên anh hôn. Quên anh để vậy, quên anh trộn bóp cho luôn kìa. Wow, quên anh bóp hết chưa. Rồi, đây. Mình sẽ bật trong trống mình bóp quay. Rồi, giờ đây. Thôi, mình chơi đến đây là kết thúc video của hai cha con mình đến đây kết thúc rồi các bạn. Bye bye các bạn nha. Quỳnh Anh bye bye các bạn với sao Quỳnh Anh im ru rồi ta. Chào, thích chia sẻ game.